Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Phương Thượng Phong khẳng định ly hôn Chùa Lợi Dịnh là quyết định sáng suốt nhất. Câu chuyện hôn nhân của Chùa Lợi Dịnh và Phương Thượng Phong bất ngờ bị đào lại. Sau khi hợp tác trong Minh Lan Truyện, Chùa Lợi Dịnh và Phương Thượng Phong chính thức hẹn hò. Không lâu sau đó, cặp đôi tiến tới hôn nhân và có kết tinh hạnh phúc là cậu con trai tưởng tượng. Tuy nhiên, hôn nhân của Chùa Lợi Dịnh và Phương Thượng Phong cũng chấm dứt sau đó không lâu. Đến nay, cuộc hôn nhân chóng vánh này vẫn là đề tài bàn tán xôn xao của cư dân mạng. Mới đây, loạt hình ảnh của Phương Thượng Phong trên phim trường Chức Trước Phong Lưu đã được đăng tải. Đây là bộ phim đánh dấu nam diễn viên lần đầu đóng cặp cùng mỹ nữ Bắc Kinh cạnh Điềm. Tuy nhiên, ngoại hình của Phùng Thiệu Phong trong loạt ảnh được đăng tải đã ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán xôn xao của cư dân mạng. Trong ảnh, ngoại hình của Phùng Thiệu Phong được nhận xét là trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều, gương mặt điện trai hồng hào đến sức sống của nam diễn viên nhận được vô số lời khen ngợi. So với hồi xuất hiện trong Tinh Hà Trường Minh đóng cùng Mảnh Thiệu Nhiễm, rõ ràng ngoại hình của Phùng Thiệu Phong trong Chiếc Trước Phong Lưu nhìn khởi sắc hơn hẳn. Thậm chí có ý kiến cho rằng đây là minh chứng cho thấy sau khi ly hôn với Chùa Lợi Dịnh, anh chàng ngày càng phong độ hơn. Tuy nhiên, ngay lập tức dân tình cho rằng những bức ảnh chụp Phùng Thượng Phong và cảnh điểm ở hậu trường Chiếc Trước Phong Lưu đều đã được chỉnh sửa kỹ càng. Nếu lên phim không có lớp filter, rất có thể ngoại hình của nam diễn viên sẽ khiến khán giả thất vọng như hồi Tinh Hà Trường Minh. Dù vậy, đây vẫn là một bộ phim đáng mong đợi của chồng cũ Chùa Lợi Dịnh trong năm 2023 này. Mới đây, bộ phim Chiếc Trước Phong Lưu do cảnh điểm và Phùng Thượng Phong đóng chính đã chính thức đóng máy và bước vào khâu hậu kỳ. Khán giả đều mong đợi phim sớm ngày lên sóng. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.